Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của diễn viên Thúy Diễm. Thúy Diễm là diễn viên thực lực được đông đảo khán giả yêu mến. Cô đảm nhận được những vai diễn như từ tiểu thư cho đến số phận có bi kịch. Ngoài gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, Thúy Diễm còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc không scandal cùng với Lương Thế Thành. Diễn viên Thúy Diễm sinh ngày 8 tháng 7 năm 1986, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thúy Diễm, là một diễn viên nổi tiếng, xuất thân trong một gia đình không khán giả. Thúy Diễm đã thiếu thốn tình cảm của cha, mẹ cô cũng thường xuyên phải đi làm ăn xa, nên hầu như Thúy Diễm ở nhà cùng với bà ngoại và em trai. Năm 2007, Thúy Diễm mới khởi đầu, được biết đến là người mẫu ảnh với danh hiệu Miss Sunplay. Sau này cô lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật thứ 7 và cô đã bén duyên với phim ảnh chỉ sau hơn 6 tháng nhưng đã bỏ túi vai thứ chính và ba vai chính trong 5 phim truyền hình. Với lợi thế về chiều cao, Thúy Diễm được mời làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng và xuất hiện trên nhiều tạp chí khác nhau. Năm 2009, cô bắt đầu chinh phục khán giả, màn ảnh nhỏ qua vai diễn trong bộ phim Sóng Tình. Dù trước đó chưa có kinh nghiệm đóng phim và chưa được học diễn xuất, nhưng Thúy Diễm lại vào vai rất ngọt. Đó chính là lý do vì sao chưa đầy 6 tháng cô đã nhanh chóng được tham gia nhiều bộ phim, từ vai thứ chính đến vai chính mà không tốn quá nhiều thời gian công sức. Cô lăn xả trong từng vai, cố gắng học hỏi và trau dồi năng lực diễn xuất. Sau đó, cô nhận được vai diễn trong Mùa Thu Đi Một Nửa. Năm cô 23 tuổi, cô còn được công chúng biết đến qua hình ảnh cô gái hiền lành nhưng lại có nghị lực sống phi thường, vượt lên hoàn cảnh éo le của cuộc sống trong bộ phim Trái Tim Hoa Hồng, Rau Muống Tháng 9, Vịt Kêu Đồng. Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, Thúy Diễm đã dần dần thay đổi phong cách thời trang cũng như trang trúc về ngoại hình của mình hơn. Không còn là một cô gái quê có làn da ngăm đen, giờ đây Thúy Diễm đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ. Cô theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, thay đổi màu tóc và kiểu tóc phù hợp với xu hướng và trang điểm nhẹ hơn trước. Trước khi công khai yêu, Thúy Diễm và Lương Thế Thành nên duyên trên màn ảnh. Qua 3 bộ phim Trái Tim Hoa Hồng, Rau Muống Tháng 9 và Ranh Giới Tình, Thúy Diễm vốn muốn giữ kín mối quan hệ của hai người cho đến khi cưới mới tiết lộ. Thế nhưng, trong một lần trả lời phỏng vấn, Lương Thế Thành đã buột miệng. Cả hai đã hẹn hò được một năm. Tin tức này khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng bởi cặp đôi đẹp từ trên phim đến ngoài đời. Trong lần nhận giải thưởng nam diễn viên được yêu thích nhất, Lương Thế Thành dành lời cảm ơn đến tất cả mọi người và đặc biệt là lời nhắn anh yêu em gửi đến Thúy Diễm ngay trên sóng truyền hình đã khiến cả trường quay bật cười. Kể từ sau khi công khai, cả hai thường nhận được những lời mời đóng phim chung, Lương Thế Thành và Thúy Diễm tổ chức lễ đính hôn và đăng ký kết hôn sớm năm 2016 sau 3 năm yêu nhau và cả hai đã tổ chức lễ cưới. Sau khi kết hôn, chồng của nữ diễn viên càng yêu thương và chăm sóc vợ mình nhiều hơn. Những ngày quay phim, anh dành toàn thời gian nghỉ ngơi để bên vợ và đi du lịch cùng cô. Năm 2018, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Sau khi sinh con cho Thúy Diễm, đã đi trùng tu vòng 1 vì cô là một người yêu cái đẹp, muốn bản thân trở nên hoàn hảo hơn. Lương Thế Thành và Thúy Diễm thường thay nhau chăm sóc con khi một trong hai phải đi đóng phim. Tình cảm của cặp đôi cũng ngày càng thắm thiết hơn. Họ thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường bên nhau và nhận được nhiều lời yêu thích từ công chúng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.